Nó nằm ở 2-3 ngàn, nó hơi bị lát gân nhẹ á. Cái đó phải lên bàn nano nó mới triệt tiêu được các bạn. Còn mà set map tại chỗ thì mỗi lần set xong phải ra chạy, xong cắm máy set lại, nên nó cực lắm. Thử là mình hơi khó chịu ngay cái đoạn đó thôi. Nó đi, nó không có lắc nữa. Chưa có nó dặn số 1 rồi cũng mệt đó nha. Mình đang phải để cho nó chạy 30, 40 á, mình sóc vậy nó an toàn hơn. Con này thì mình đi dễ cộng 1, cộng 2 á, quên rồi, cộng 2 hơi ít, cộng 3, cộng 4 rồi, nó áp phê hơn vậy. Tạm thời là vậy đi. Anh em ủng hộ áo mới ra thì Vinh sẽ lên bàn dyno lại ha. Đó vẫn bị lắc nhẹ các bạn, tại vì không có lên dyno á, không có chuẩn chỉ. Volvo S90 đẹp quá. Là mê quay phim chụp ảnh, nhưng mà đôi khi các bạn biết á, nó có nhiều việc quá làm cho mình quên đi những cái mà mình mê á bạn. Rồi nhiều khi mình chỉ quay vlog giống như là deadline gì đó, thì đó là những cái khó khăn mà đa số những cái youtuber, mình nghĩ ai
ai cũng gặp phải thôi, không có riêng gì Vinh đâu. Bây giờ thì Vinh quyết định rồi, cứ kệ nó thôi, mình sẽ đầu tư, mình tập trung lại những cái nó nguyên thủy với mình. Còn
tăng ra vậy em xỉu. Nhưng mà hôm sau em có dồn số rồi đó.